Hello, chào các anh em, chào mừng mọi người đến với Thằng Mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa mà mình tin rằng nếu như chúng ta lựa chọn mùi hương đúng với style của mình và xịt đúng thời điểm, đúng dịp thì mình tin rằng nó sẽ giống như một liều doping để giúp các anh em thêm phần tự tin, thêm phần rực rỡ, để làm sao trong ánh mắt của mọi người chúng ta sẽ ghi được những cái phản hồi rất là tích cực. Đó, thì đấy là cái chủ đề trong video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có lần đầu xem video của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok, lên đường. Ok các anh em, chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nói đến ở đây thực ra đối với mình là một cái phát hiện rất là thú vị trong khoảng thời gian vừa rồi. Mình biết là đã có rất nhiều những anh em đã và đang dùng chai nước hoa này, nhưng mà còn đối với mình thì nó là một cái tấm chiếu mới. Đó, thì chắc là anh em cũng đã đoán ra rồi, đó là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo và nó có tên là Uomo Signature. Đối với mình đây là một sự lựa chọn có thể gọi là gần như là hoàn hảo trong những ngày mùa đông, nhất là mấy hôm nay mùa Hà Nội đang mưa phùn, ôi mẹ ơi, quá là lạnh, quá là buốt. Thì cái mùi hương nào nó hợp để sử dụng trong những không gian rộng, ví dụ như ở đây là đi chơi, đi party, đi karaoke, nói chung là một bất kỳ một cái dịp nào đấy xịt trong không gian rộng, mùi hương nào hợp sử dụng trong mùa đông thì Salvatore Ferragamo Uomo Signature là một cái sự lựa chọn đối với mình gần như là hoàn hảo, tất nhiên là trong nhiều chai chứ không phải mỗi một mình nó, với một cái mùi hương của da thuộc, của cà phê và một chút ngọt, cộng thêm một cái hiệu năng mùi có thể gọi là khủng khiếp. Trên da của mình là mình nghĩ là phải tầm trên 8 giờ đó, và một cái mùi hương không đụng hàng, gần như không đụng hàng với các cái chai đang bán ở trên thị trường, và với một mức giá cũng có thể gọi là chấp nhận được. Thì mình nghĩ rằng nếu như anh em nào đang cần tìm một cái mùi hương dành cho các cái sự kiện, một cái dịp nào đấy ở không gian rộng thì Salvatore Ferragamo Uomo Signature là một trong những cái chai nước hoa các anh em nên tham khảo. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai, Chanel Eragoste. Đây là một mùi hương không phải ai cũng muốn thì lấy ra mà xịt được. Đây là một mùi hương của quế, của gỗ đàn hương, nói chung là rất là độc đáo. Và để xịt mùi hương của chai nước hoa này, mình nghĩ rằng điều có thể gọi là gần như cực kỳ là quan trọng, đó là các anh em phải có một cái thần thái của Big Boss, một ông sếp. Đó, dạng như kiểu nếu mà anh em là một dạng như kiểu nhân viên quèn ấy mà xịt chai nước hoa này thì thực sự nó rất là lệch pha. Mình nhớ là mình vẫn nói là chai nước hoa này sếp của mình, ông sếp tổng của mình ấy, ông ấy dùng chai nước hoa này mà nói thật là mỗi lần ông ấy xuất hiện thì mình giống như, bởi vì cái thần thái của sếp bao giờ nó cũng khác với đám nhân viên quèn. Đó, thì mỗi lần ông ấy xuất hiện và xịt mùi hương của chai nước hoa này thì nói thật là cỡ như Blow, cỡ như Creed hoặc là Roja không có tuổi, nó thẳng một câu là như thế. Bởi vì mình đã nói rồi, cái thần thái của Big Boss nó rất là khác. Đó, vậy nếu như anh em nào mà cuối năm nay được xét duyệt lên làm trưởng phòng hoặc là được cất nhắc lên một vị trí cao và chúng ta đang muốn một cái mùi hương mà nó thể hiện rõ sếp là sếp và nhân viên là nhân viên, đó, quan là quan, quân là quân, thì Chanel Eragoste là cái mùi hương mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Đó là vị trí số 2. Ở vị trí số 3 chai nước hoa nào đây? Ok, Pradalone. Đây là một mùi hương mà mình nghĩ rằng không phải tất cả, không phải là cứ phải là một cái mùi hương đậm đà, không phải là một cái mùi hương ồn ào, không phải là một cái mùi hương ào ạt thì mới là để ghi điểm trong mắt của mọi người. Đôi khi chỉ cần một cái mùi hương sạch sẽ, nhẹ nhàng và nam tính là đủ. Với mùi hương của Prada, chủ đạo của nó là hoa diên vĩ, và khi mà mới xịt thì chúng ta sẽ cảm thấy giác nó hơi ngái một chút, nhưng nếu như chúng ta kiên nhẫn, chúng ta nó cho nó thêm khoảng 30 phút thì lúc đấy là một cái mùi hương sạch sẽ, nhẹ nhàng, bám thong thả trên da và nó cực kỳ là nam tính, cực kỳ đàn ông và rất là dạng một kiểu gentleman. Đó, thì nếu như các anh em nào đặc biệt là muốn tìm một cái mùi hương trong phạm vi không gian hẹp, ví dụ như đi làm chẳng hạn, hoặc một cái gì đấy mà chúng ta thường xuyên phải ở trong một không gian hẹp, chúng ta thích một cái mùi hương nó nhẹ nhàng, lịch sự và nam tính thì Pradalone là cái mùi hương mà mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Đó, nó sẽ giúp cho các anh em tự tin lên rất là nhiều. Ở vị trí số 3. Ở vị trí thứ 4. Ok, Diesel Fuel For Life. Thực tế là mình biết chai nước hoa này đã khoảng gần 10 năm nay, và phải nói thật với các ông giáo, đến bây giờ mình vẫn chưa thấy một chai nước hoa nào có cái mùi hương gọi là na ná thế, giống với chai nước hoa của nhà Diesel thì mình cũng chưa thấy có. Thì có nghĩa rằng cái độ độc đáo mùi hương của chai nước hoa này cũng rất là cao. Mặc dù vậy thì có lẽ là do cái nốt mở đầu của nó dùng quả mâm xôi, cho nên là mọi người cảm giác rằng nó ngái khi mà mới xịt. Thế nhưng mà sau khoảng dry down cái mùi hương của nó thì chúng ta lại nhận được một cái mùi hương rất là thơm, độc đáo, và mình luôn luôn có một cái cảm nhận rằng nó có một cái gì, cái mùi hương của nó có một cái gì đấy liên quan đến bất kỳ một cái dịp gì đối với các chị em. Có thể ở đây đi cà phê, có thể đi chơi hoặc đi party, nhưng nếu như những cái dịp đấy mà có liên quan đến các chị em mà chúng ta đang cần tìm một cái mùi hương nó rất là sexy, một cái dạng kiểu như thế, thì Diesel Fuel For Life mình nghĩ rằng sẽ là một trong những mùi hương rất là thích hợp. Cộng thêm cá nhân mình không thấy quá nhiều mùi hương này giống như chai nước hoa này, thì điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta đang có một cái mùi hương nó vừa sexy mà nó vừa ít bị đụng hàng. Đấy là một cái điểm mà lợi thế rất là nhiều, bởi vì ví dụ như chúng ta đều biết là Dior Sauvage cũng được rất là nhiều các chị em yêu thích. Thế nhưng mà một cái điểm hạn chế của nó là quốc dân mà nhiều người xài. Còn ở chai nước hoa này thì nó gần như là mình không thấy. Do vậy nếu như các anh em nào đang cần tìm một cái mùi hương mà chúng ta hay thường phải có nhiều những cái dịp mà cần phải sát cánh với các chị em, đó đặc biệt là chúng ta muốn thể hiện cái phong cách sexy của anh em mình, thì đây là một trong những sự lựa chọn mà mình muốn gợi ý cho các anh em. Đó, ở vị trí thứ 4. Ở vị trí số 5 cho nước hoa nào nhỉ? Ok, Frederick Moore Musc Ravageur. Ok, nếu mà mình nói sai thì mình xin lỗi các anh em. Để nhắc đến nhà nước hoa này thì phải nói thật với các anh em, mình rất là gọi là ngưỡng mộ nhà nước hoa này, bởi vì bây giờ có rất là nhiều nhà nước hoa niche đang bị thương mại hóa. Đó, có nghĩa là cái mùi hương của họ thì vẫn là dán mác, là niche đó, nhưng và một cái giá cắt cổ trên trời, nhưng cái chất lượng mùi hương thì lại này xuống rất là vớ vẩn. Thì Frederick Moore họ vẫn giữ một cái chất như nước cất về phong cách làm mùi hương, ví dụ như là Extraordinary Vetiver, Calamflower, Musc Ravageur và một số chai nước hoa khác mình đã có dịp được ngửi, thì mình cảm thấy là họ làm vẫn chất như nước cất. Đó, ở chai nước hoa này thì nó gồm có xạ vani tạo nên một cái tông mùi mà mình luôn luôn mình cảm giác rằng một chút bí ẩn và một chút gọi là một chút gợi cảm, bí ẩn và gợi cảm khi mà xịt. Đó, và sau đó hai cái style này nó mix vào cùng với nhau và tạo nên cái cảm nhận mùi hương của Musc Ravageur. Nó giống như cái style của ca sĩ G-Dragon, anh ấy rất là hâm mộ chai nước hoa này. Do vậy anh em nào mà thích một cái mùi hương, đối với mình cảm nhận thôi nha, đó là hai cái mặt bí ẩn và gợi cảm, nó hai cái nó mix lại cùng làm một và tạo nên một cái cú đấm cho những ai sẽ ngửi mùi hương này. Thì đây, Musc Ravageur chắc chắn rằng nó sẽ là một cú doping tinh thần cực tự tin cho các anh em rất là nhiều. Đó, ở vị trí số 5. Ok, ở vị trí số 6 là Tom Ford Ombre Leather. Nếu mà để nói về nhà Tom Ford thì đối với cái mũi hạn chế của mình nghĩ rằng họ rất là gọi là thuần thục trong việc pha chế những cái mùi hương về thuốc lá và da thuộc. Thì mình có thể đánh giá nhà Tom Ford này làm rất là tốt với rất là nhiều những chai hoa, ví dụ Tosca Leather, Tobacco Vanille. Đó, thì họ làm rất là tốt. Và ở chai nước hoa Ombre Leather này, ví dụ như anh em nào mà xăm xăm mình chẳng hạn đó, và mặc một chiếc áo da, quần jean đen, đi giày đen và phải thêm vài hình xăm nữa thì nó sẽ tạo nên một cái style, có một cái gì đến bụi bặm, có một cái gì đấy nó phong trần ha. Và giống như kiểu một cái điểm nhấn rất là tốt cho các anh em nào mà ưa thích một cái phong cách nó dạng như kiểu nó đàn ông và nó giống và đã có những cái phủ của bụi đời rồi, kiểu như thế. Thì Ombre Leather này nó sẽ giúp rất là tốt cho các anh em nào mà đang yêu thích một cái phong cách như thế. Tất nhiên thì mình cũng biết là rất nhiều anh em mặc dù không phải là cái style như thế vẫn xài được bình thường chai Ombre Leather, nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ rằng ví dụ như anh em nào mà giống như kiểu nhìn đã từng trải rồi, đã có chất bụi rồi ấy, và thích một cái kiểu mùi hương nó hơi bụi Ombre Leather, mình nghĩ rằng nó sẽ rất là hợp đó ở chai thứ 6. Và cuối cùng là Salvatore Santal Majuscule. Đây là một mùi hương của gỗ và cacao, tạo nên một cái tông mùi rất là lịch lãm và cổ điển. Nó trái ngược lại với vẻ bụi bặm của Ombre Leather, trái ngược với cái vẻ bùng cháy của Fuel For Life, hoặc là một cái gì đấy gợi cảm và mãn bị giống như kiểu Musc Ravageur. Ở Santal Majuscule rất là lịch lãm và cổ điển, giống như kiểu những quý ông ở thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20, kiểu mình cảm nhận là như thế. Thì anh em nào mà thích cái tông gỗ và chúng ta đang theo một cái phong cách dạng kiểu cổ điển, trầm, cổ điển, điềm đạm, thì Santal Majuscule với nốt gỗ và cacao rất là ngon. Đây là thực sự là một chai nước hoa tông gỗ rất là đáng tiền để sở hữu. Thì mình tin rằng nó sẽ giúp cho các anh em tạo nên một cái điểm nhấn cho phong cách các anh em rất là nhiều, và lúc đấy chúng ta sẽ tự tin 10 trên 10 đó ở chai nước hoa cuối cùng Santal Majuscule. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa, và nếu như chúng ta hợp với phong cách nào, chúng ta lựa theo cái mùi hương mà mình vừa nói trong video, thì mình tin rằng nó sẽ là một cái gì đấy giúp cho các anh em tự tin lên rất là nhiều. Thì bữa sau mình vừa chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa sẽ giúp chúng ta thêm phần tự tin. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.